Nhưng chúng ta đầu thai vào cõi nhân gian này, chọn cha mẹ, đây là duyên phận. Vì sao quý vị chọn cặp vợ chồng kia làm cha mẹ mình? Sao không chọn người khác? Trong kinh Đức Phật giải thích rằng cha mẹ và con cái là do duyên. Nếu không có duyên, đối diện cũng không nhìn thấy, không tìm thấy. Duyên gì? Đức Phật nói có bốn loại duyên. Thứ nhất là báo ân. Trong đời quá khứ, quý vị có duyên với người đó. Cha mẹ này có ân với quý vị, gặp lại vô cùng hoan hỷ. Quý vị đến để đền ơn. Đứa trẻ đến để báo ân rất tốt, đỡ phải lo. Hiếu tử hiền tôn mà. Nó rất thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Quý vị hiểu được đạo lý này rồi, hãy kết thiện duyên rộng lớn với con người, kết ân huệ rộng, thì mới có nhiều người báo ân chứ. Thứ hai là báo oán. Nghĩa là trong đời quá khứ, quý vị là kẻ thù của nhau, nó sinh vào gia đình quý vị để báo oán, để báo thù. Chuyện này phiền phức lớn. Đứa trẻ này trong tương lai là kẻ phá phách, nó sẽ khiến cho quý vị nhà tan cửa nát. Nó đến báo oán mà. Xã hội ngày nay trẻ tốt thì ít, trẻ xấu là nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Cha mẹ quý vị có nhiều ân đức bố thí cho mọi người, hay ý niệm tự tư tự lợi, muốn chiếm đoạt của người khác nhiều? Đạo lý ở chỗ này. Thứ ba là đòi nợ. Nghĩa là quý vị thiếu tiền nó, nhưng không nợ mạng nó. Nó không đòi mạng quý vị đâu, nhưng kiếm được tiền thì phải trả cho nó. Đây gọi là quỷ đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, đứa trẻ nuôi lên 3, lên 4 sẽ chết đi. Vì sao? Quý vị thiếu bao nhiêu tiền thì tốn bấy nhiêu đó thôi. Đòi hết nợ thì nó đi. Nó không có tình cảm gì với quý vị. Quý vị yêu quý nó, nó cũng chẳng có tình cảm với quý vị. Nếu thiếu nợ nhiều, có thể nó phải đòi đến năm 10, 20 tuổi. Nuôi ăn học tốt nghiệp đại học, lấy được học vị tiến sĩ xong thì chết. Đó là đòi nợ nhiều. Thứ tư là trả nợ. Nghĩa là đứa trẻ này thiếu nợ cha mẹ, cho nên nó chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ rất chu đáo. Cũng phải xem nó thiếu nợ bao nhiêu. Thiếu nợ nhiều thì phải trả nhiều. Nó sẽ chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ thật hỏng. Nếu thiếu nợ ít, cuộc sống của cha mẹ nó miễn cưỡng cung cấp cho một ít đủ ăn là được rồi, không cho dư. Nó không lo cho cuộc sống của cha mẹ thật đầy đủ đâu. Sự việc này chúng tôi tận mắt chứng kiến. Coi cha mẹ là người gì? Coi cha mẹ giống như người ở vậy. Cha mẹ lớn tuổi rồi cũng phải có một người ở chăm lo cho. Nhưng con cái xem cha mẹ như người ở vậy. Tiền sinh hoạt hàng tháng tính chặt chẽ. Chưa học Phật thì chẳng biết được. Học Phật rồi sẽ hiểu đây là trả nợ. Trong đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ nó không nhiều, nên phải trả nợ ít. Đức Phật dạy, nếu không có bốn duyên trên đây thì chẳng đến gia đình này. Học Phật rồi phải làm gì với gia đình mình đây? Đức Phật dạy, chuyển nghiệp duyên thành pháp duyên. Dạy quý vị hãy dạy họ, dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Hãy hóa giải những oan gia trái chủ trong đời quá khứ thành pháp duyên. Quý vị xem, chẳng phải những điều ta đang học đây sao? Không có định pháp mà.
pháp vô định pháp. Xem quý vị biết chuyển đổi hay không. Khi Phật pháp chưa truyền vào Trung Quốc, lão tổ tông của chúng ta đã biết đạo lý này, cho nên lão tổ tông chú trọng cội rễ giáo dục. Cội rễ giáo dục là chuyển đổi duyên, chẳng phải không chuyển đổi được duyên. Chuyển được, quý vị dạy họ, họ chuyển đổi được rồi, quý vị trở thành người ân đức lớn đối với họ. Vì sao vậy? Đúng ra họ là những người báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngày nay quý vị chuyển đổi được họ rồi, dạy họ trở thành bậc hiền nhân, thánh nhân, thành chư Phật Bồ Tát. Ân đức này to lớn vô cùng. Học Phật thời xưa, ngày nào chư vị pháp sư cũng dạy học giảng kinh. Cho nên người học Phật thật sự có giác ngộ. Học nhi thời tập chi, bất diệt tuyệt hồ. Phật giáo ngày nay không còn làm như vậy nữa. Điều này chúng ta cần nên biết. Không còn Phật giáo thì nhân loại thật đáng thương, giống như đi biển không còn ngọn hải đăng. Quý vị mù quáng trong biển lớn, không phương hướng, khổ sở biết bao. Hiểu thấu chân tướng sự thật này rồi, sẽ biết được bậc cổ thánh tiên hiền không hề có một chút tư tâm. Có tư tâm thì làm sao có thể thành thánh thành hiền, sao có thể thấy tánh, sao có thể thấy được chân lý. Tự tánh và chân lý ở ngay trước mặt, nhưng nếu có tư tâm thì cũng chẳng thể thấy được. Cho nên bắt buộc phải buông bỏ vọng tưởng, phân bỏ chấp trước, mới có thể thấy tánh, mới có thể thấy được chân lý, mới hiểu được kiếp này được làm người rồi. Phải thực hành luân lý, đạo đức, nhân quả. Đó là gì? Đó là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát, sự nghiệp của thánh hiền. Như thế mới thực sự là ân đức bố thí đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh. Đạo lý chẳng phải khó hiểu, có chiều sâu nhất định, nhưng chẳng phải là khó hiểu. Ngày nào cũng học quân tập thời gian dài, sẽ giác ngộ. Giác ngộ rồi, hạnh phúc của mình, sức khỏe của mình, thọ mạng của mình đều nằm trong tầm tay của chính mình. Quý vị có thể thay đổi chính mình, thay đổi gia đình, thay đổi sự nghiệp, thay đổi xã hội, thay đổi sơn hà đại địa. Cho nên tôi phát tâm giúp cho những người trẻ. Người trẻ nào thật sự thích giảng kinh thuyết pháp, tôi sẽ cúng dường, tôi hộ trì. Thật sự không có người giúp quý vị học giảng kinh thuyết pháp đâu. Tụng kinh bái sám có tiền, coi trọng đồng tiền thì tiêu rồi. Tiền xu thời xưa, người xưa đúng là có trí. Tiền xu ngày xưa hình tròn, ở giữa có lỗ hình vuông. Nó giống cái gì? Giống như cái gông, khi phạm tội phải đeo vào cổ vậy. Tạo hình này dạy quý vị khi thấy tiền phải biết rằng nó không phải là vật tốt. Chẳng thể không cần, nhưng phải hết sức cẩn thận.
cho nên nó có dụng ý. Quý vị thấy chữ tiền đứng về mặt văn tự, một bên là kim, một bên là hai con dao. Hai con dao nghĩa là gì? Là hai người tranh giành nhau. Nhìn chữ đó là bảo ta phải hết sức cẩn thận, không tốt đâu. Người mà mắt chỉ thấy tiền thì tiêu đời rồi. Mắt thấy tiền đó là địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết, trong một hình tròn ở giữa có lỗ vuông, đó là cửa địa ngục đấy. Sao quý vị lại chui vào đó? Ngày nay in thành ngân phiếu, thành tiền giấy. Ai dùng tiền giấy vậy? Quỷ dùng chứ không phải người dùng đâu. Từ đó cho thấy người xưa rất có trí, người thời nay không thể nào sánh kịp. Có được nền tảng này rồi, lại có duyên gặp được Phật Pháp. Phật Pháp chuyển từ Thánh Hiền thành Phật Bồ Tát. Trong Đạo Phật gặp được bạn lành, gặp được vị thầy giỏi. Con người thời nay thật đáng thương, không biết được mình đến thế gian này để làm gì. Thật đáng thương. Đến thế gian này tự tư tự lợi, tranh danh đoạt lợi. Họ đến thế gian này để làm gì? Đến thế gian này để tạo ác nghiệp. Để chuẩn bị đi đâu? Chuẩn bị về ba đường ác. Quý vị nghĩ xem có oan ức không? Trong Đạo Phật nói, được thân người rồi, cần nên làm gì? Ở cõi nhân gian nghiêm chỉnh tu tập, hướng thượng vươn lên. Kiếp này ở cõi người, kiếp sau ở cõi trời. Cõi trời có 28 tầng, từng tầng vươn lên, sau đó siêu việt luân hồi lục đạo, chứng quả A-la-hán. Như thế mới không uổng một kiếp được làm người. Nếu không hiểu được đạo lý này mà làm càng làm bậy, thuận theo tập khí phiền não của mình thì phiền phức lớn. Lai sanh chắc chắn ở tam đồ. Tam đồ khổ, thời gian ở tam đồ dài. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng của mình phải tiêu trừ hết. Tiêu trừ hết rồi mới được ra khỏi tam đồ, trở lại cõi người. Có được cơ hội lần nữa, quý vị phải hướng thượng dương lên. Nếu không gặp được thiện duyên mà gặp phải những tập khí ác, vẫn còn những tập khí ác trong tam đồ, lại gặp phải ác duyên thì phiền phức to. Cho nên ở cõi người được mấy ngày lại phải trở về ác đạo, trở về tam đồ rồi. Chẳng phải trong kinh Địa Tạng có nói như vậy sao? Mới ra được mấy ngày sao lại trở về đó nữa rồi? Sự việc này chúng ta cũng thường thấy. Chư Phật Bồ Tát thấy lỗi mà không trách điều này cũng rất tự nhiên. Thôi được, người cứ đi dài dòng, đi mệt rồi thì ngươi sẽ giác ngộ, nghĩ rằng mình không thể làm nữa, khổ quá rồi, không thể làm nữa. Như thế quý vị mới nghĩ đến chuyện hướng thượng dương lên. Niềm vui hướng thượng dương lên đó, nói thiệt với quý vị, người thường không thể nào tưởng tượng được đâu. Trong đó có chân lạc đấy. Ăn uống vui chơi ở thế gian này, tôi thường ví nó là hút thuốc phiện, hút á phiện, chứ chẳng phải là chân lạc. Chỉ cho con người chút cảm giác lâng lâng thôi. Học tam giáo thích đạo nho, đó mới là chân lạc. Cũng có nghĩa là không đi ngược lại luân lý, đạo đức, nhân quả, đó mới là chân lạc. Đối với môi trường vật chất, cái đó không quan trọng.
Đó là gì? Là phước báo do tu mà có, chứ không phải của tự tánh. Nếu quý vị thấy tánh thì tốt rồi, thấy tánh thì phước báo trong tự tánh hiện tiền. Đúng như lời người xưa nói, lấy không tận, dùng không hết. Phước báo đó là chân. Phước báo khi chưa thấy tánh là gì? Là do tu mà có. Do lâm thời tu không dùng được phước báo của tự tánh, nó không khởi dụng. Có đó, không hề tổn thất tí nào, nhưng không khởi dụng, không dùng được. Người này tu, phước báo đó không ngoài tiền tài, thông minh trí huệ, mạnh khỏe sống lâu. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu lâm thời này, tu bố thí. Bố thí tài được giàu sang, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Namo A Di Đà Phật. Namo.